đối với cha mẹ. Đa số chúng ta có những tình cảm cứng rắn, hằn học đối với cha mẹ mình. Có người cảm thấy rất khó tha thứ cho những việc mà cha mẹ họ đã làm khi họ còn nhỏ. Sự lạm dụng trẻ em và những hành vi sai trái khác có thể đã khiến chúng ta đau đớn, khổ sở vô cùng. Những hành động xấu xa này không thể tha thứ được mà cũng không thể quên dễ dàng. Những gì cha mẹ ta đã làm không thể thay đổi nữa. Nhưng những gì chúng ta đang làm ngay giây phút này có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc trong hiện tại hay tương lai của chúng ta. Một phương cách để phát triển tâm từ bi là nghĩ về việc cha mẹ đã phải khổ nhọc biết bao nhiêu khi sinh chúng ta ra đời và nuôi dưỡng chúng ta. Đức Phật đã dạy rằng nếu bạn đặt cha mẹ mỗi người trên một vai suốt đời chăm sóc cho họ đủ điều bạn vẫn không thể đền trả những gì họ đã làm cho bạn cha mẹ đã hy sinh giấc ngủ sự êm ấm thoải mái lương thực thời gian và năng lực trong bao ngày bao tháng bao năm hãy nghĩ đến sự bất lực hoàn toàn của một em bé thì thấy các nhu cầu của nó là nhiều biết bao hãy nghĩ đến những nỗi sợ hãi mà cha mẹ bạn đã phải trải qua khi cố gắng bảo vệ bạn họ đã chăm sóc để bạn vượt qua bệnh tật như thế nào lo lắng đến thế nào khi bạn gặp khó khăn trắc trở do đó thay vì trách móc những hành động vô minh của họ hãy nghĩ đến những đau khổ và phiền não mà tâm uý nhiễm đã tạo ra cho họ khi họ phải tranh đấu với những thử thách của việc chăm sóc một đứa trẻ thử tưởng tượng xem họ đã phải đấu tranh quyết liệt như thế nào để thoát khỏi những bám víu và các hành động tai hại khác do tham sân và si tạo ra sau đó hãy nhớ rằng cha mẹ người đã nuôi dưỡng bạn không giống như bậc cha mẹ mà bạn biết ngày hôm nay thời gian đã trôi qua và vô thường biến đổi tất cả mọi người khi cha mẹ bạn đã già hơn có thể họ đã chín chắn hơn hay có nhiều trí tuệ hơn bạn cũng có thể đã trưởng thành đừng đeo bám vào những mối liên hệ trong thời thơ ấu khi cha mẹ đã nhiều tuổi có thể bạn còn phải cần quán chuyển vai trò và phải hỗ trợ họ đầy đủ vật chất tình cảm và tâm linh quan tâm định các nhu cầu của cha mẹ có thể khơi mở trái tim bi mẫn của bạn ngay nếu như cha mẹ đã chẳng tạo dựng được gì cho bạn ngoại trừ cuộc sống này và sự đau khổ triền miên thì ít nhất bạn cũng phải thương xót họ và cầu mong cho họ được hạnh phúc tôi nguyện rằng tôi có thể giúp cha mẹ được quá tâm bình an tâm từ bi không có giới hạn không có ranh giới từ bi đối với con cái duy trì được cuộc sống thăng bằng dường như khó gấp bội khi bạn phải nuôi dưỡng con cái giáo dục con cái với phong cách dung hòa không thái quá có thể ví như đi trên một sợi dây mong manh treo cách mặt đất khoảng nằm thước ngược lại nếu đối đại với chúng bằng thái độ độc đoán cứng nhắc có thể khiến bạn trở thành kẻ thù của con cái mình mặt khác nếu không dạy bảo chúng những điều cơ bản có hiểu biết về đạo đức thì con cái sẽ không biết về những giới hạn hay hậu quả của việc chúng làm nếu con cái được thương yêu dạy dỗ rèn luyện và chăm sóc bằng sự tôn trọng mà chúng đáng được có như là một con người thì chúng sẽ trưởng thành nên một người lớn có trách nhiệm, đầy lòng thương yêu và tử tế. Con cái của chúng ta sẽ gánh vác trách nhiệm trong cuộc sống sau khi chúng ta đã ra đi. Chúng có thể mang hòa bình hạnh phúc đến cho bạn, cho các thành viên khác trong gia đình, cho xã hội và cho cả thế giới. Nhưng như bất cứ cha mẹ nào cũng biết, con cái có thể khiến cho người dõi chịu đựng nhất cũng phải mất bình tĩnh khi bạn cảm thấy mình phải đối đầu với chúng hãy tự nhắc mình nhớ đến một nơi không còn có cái ngã trong trái tim hãy buông bỏ ý muốn mọi thứ phải xảy ra đúng theo ý mình hãy cố gắng cảm thông với quan điểm nhu cầu sự sợ hãi hay quan tâm của con bạn và khi bạn đã hiểu rõ hơn về những điều con bạn đang phải đối mặt thì tim bạn dường như mềm đi với lòng thương cảm dành cho chúng. Với một tâm thức tràn đầy bi mẫn thì hành động của bạn luôn mang dáng dấp của sự tử tế, dịu dàng là thứ rất cần thiết để chế ngự xung đột đối với bất cứ ai, dù là người lớn hay trẻ em. Nếu bạn thiếu lòng bi mẫn đối với con cái, may mắn thay bạn vẫn có thể dung trồng nó, chỉ cần nhiều thực hành không ai sinh ra đã biết cách nuôi dưỡng một đứa trẻ như thế nào để nó trở thành một người lớn có sức khỏe đầy trách nhiệm và thương yêu khả năng này cần phải được tập luyện nếu bạn là bậc cha mẹ thì trách nhiệm của bạn là phải học hỏi càng nhiều càng tốt về cách nuôi dạy con có đạo đức chứ không dạy chúng tham sân và si các thói xấu này đã có quá nhiều trên thế giới quan trọng hơn cả là bạn có thể biểu lộ lòng bi mẫn đối với con bạn khi bạn dạy chúng buông xả thương yêu và từ bi từ bi đối với người bạn đời thực hành lòng bi mẫn đối với người bạn đời đòi hỏi tâm rộng lượng và kiên nhẫn mỗi người chúng ta đều có cách sống khác nhau có người rất dễ biểu lộ tình cảm họ thường cười và khóc dễ dàng người khác thì thấy khó nói lên những gì họ cảm nhận bên trong và không bao giờ khóc có người rất hạnh phúc khi được làm việc và thích làm thêm nhiều giờ. Người khác lại làm cho xong việc nhanh chóng và thích dùng thời gian rảnh rỗi để đọc sách, hành thiền hay thăm giếng bạn bè. Không có cung cách nào là đúng hay sai. Người thích làm việc cũng tận hưởng cuộc đời nhiều như người thích du lịch. Cả hai đều cố gắng để tránh khổ đau và để được hạnh phúc càng nhiều càng tốt. Cả hai đều có thể là những người tốt và tử tế Hãy chú trọng đến những cá tính tốt của người bạn đời của bạn. Đôi khi, sau một sự tranh chấp, bạn cảm thấy khắc khe hơn đối với người bạn đời. Tình cảm sân hận vẫn tràn đầy tâm, khiến bạn càng bảo vệ mình và xét nét những thiếu sót của người bạn đời. Lúc đó, có thể bạn phải cần nhiều công phu tu tập nội tâm trước khi tâm từ bi của bạn có thể phát sinh. Khi hành thiền, bạn có thể quán tưởng về những hành động bất thiện nơi thân khẩu và ý nhận biết thấu đáo trong những trường hợp nào bạn đã tham lam ích kỷ sân hận tị hiềm hay cao ngạo sau đó với tâm cởi mở bạn có thể xét xem những hành động này có thể ảnh hưởng đến người bạn đời của mình như thế nào nếu bạn là người hay nổi giận thì đó là khuyết điểm của bạn bất kể người bạn đời của bạn đã làm gì bạn có cố chấp không sự bám víu và tình yêu chân thật rất khác xa nhau. Nếu những xung khắc giữa bạn với người bạn đời không thể sửa đổi, không thể chịu đựng nữa thì bạn cần phải chấm dứt tình trạng đó, nhưng hãy ra đi trong hòa bình, chấp nhận các khuyết điểm của bản thân và chúc lành cho người kia. Tại sao phải làm người kia đau đớn thêm với sự sân hận và trách móc? Điều quan trọng là bạn không nên so sánh hành động của mình với hành động của người bạn đời hay phán xét hành động của người kia như là bất thiện tốt hơn hãy quan tâm đến hành động của bản thân chịu trách nhiệm vì chúng hãy nhớ đến những lúc khi bạn nhìn vào mắt của người kia và nhận ra được nỗi đau mà bạn đã gây hãy tự nhắc nhở rằng chính mình đã đem đến khổ đau cho người mình thương yêu nếu bạn có thể nhận lỗi mình nếu bạn có thể nhìn thấy hành động của mình đã gây đau khổ thế nào cho người và quan tâm đến hạnh phúc của người kia, thì lòng bi mẫn và thương yêu sẽ tuôn tràn trong bạn. Thí dụ sáng đó, bạn gây gỗ với người phối ngẫu, sau đó người kia về nhà với vẻ lạnh lùng giận dữ và liếc chừng xem bạn có còn giận không. Nhưng bạn đã quan sát lỗi mình, đã mở suối nguồn thương yêu và tâm từ bi, vì thế bạn có thể nhìn trả lại người kia Với sự ấm áp dịu dàng. Do lòng từ bi của bạn, mối liên hệ giữa hai người đã được hàn gắn. Chánh niệm về chánh tư duy Khi ngồi thiền có rất nhiều thứ khởi lên trong tâm ta. Chúng ta có thể nghe tiếng động, cảm thấy ngứa ngáy và suy nghĩ về rất nhiều việc. Chúng ta còn có thể quên trong chốc lát rằng mình đang hành thiền và rằng mình đang cố gắng trụ tâm vào hơi thở. Chuyện đó cũng tự nhiên thôi. Nó xảy ra cho tất cả mọi người. Khi đánh mất sự chú tâm vào hơi thở, ta cần nhanh chóng nhận ra điều đó, nhận biết sự vô thường của nó. Nó đã phát khởi, tăng trưởng rồi hoại diệt như thế nào. Sau đó, chúng ta quay trở về với hơi thở. Tuy nhiên, có một số tư tưởng hay trạng thái tâm rất lắc léo đòi hỏi một sự quan tâm đặc biệt đó là các tâm pháp bất thiện phát khởi từ tham sân si bất cứ khi nào chúng ta thiếu chánh niệm trí tuệ không thể phát triển khi tâm chìm đắm trong các pháp bất thiện không chỉ là chúng ta đã lãng phí thời gian lại làm cho thân đau đớn mà ta còn làm mạnh thêm các tâm hành là nhân tạo ra mọi khổ đau chúng ta phải chế ngự các tư tưởng bất thiện ngay lập tức nhanh chóng đẩy chúng ra khỏi tâm dưới chánh niệm trước khi chúng chế ngự ta phát triển và chiếm trọn thời gian hành thiền của ta đôi khi những tư tưởng như thế sẽ qua đi chỉ bằng một hành động đơn giản là nhanh chóng nhận ra sự vô thường của chúng lại có khi ta phải phát khởi tinh tấn mạnh mẽ để chế ngự chúng chúng ta sẽ bàn đến một vài phương cách để thực hiện điều này trong chương về chánh tinh tấn một khi tư tưởng bất thiện đã bị chế ngự ta trở lại với hơi thở với một mức độ chú tâm sâu lắng hơn nếu một tư tưởng tiêu cực khác phát khởi ta lặp lại những nỗ lực này mỗi lần một tâm pháp bất thiện bị chế ngự là ta lại tiến sâu hơn trong định dần dần ta nhận ra rằng sự chú tâm của mình đã vững chãi đến nỗi mọi tâm pháp khác đều không xuất hiện nữa. Có thể phải rất cần nhiều công phu hành thiền trước khi đạt được trạng thái định tĩnh này, hay nó cũng có thể xảy ra một cách nhanh chóng. Một khi đã đạt được thiền định sâu lắng, chúng ta dùng trạng thái tâm mạnh mẽ này để quay trở lại với sự thực hành chánh niệm, lại quan sát các đối tượng khi chúng khiến ta chú tâm đến. Vì các suy nghĩ đã lắng động, ta quan sát các đối tượng khác như là thân thọ hay các đặc tính tâm tích cực như hỷ hay xả. Chúng ta chú tâm vào tính chất vô thường và các đặc tính liên quan của những đối tượng này giống như trước đó, nhưng với tâm định mạnh mẽ, tuệ giác sẽ phát triển một cách nhanh chóng. Khi nào mà trạng thái định sâu lắng còn kéo dài thì không có tư tưởng bất thiện nào phát sinh để ngăn trở sự hành thiền của ta. Tuy nhiên cho đến khi đạt được mức độ định tĩnh đó, chúng ta phải đối phó một cách khôn khéo với các tâm pháp bất thiện khi chúng phát sinh. Ta phải đương đầu giải quyết các tâm pháp này bất cứ khi nào chúng phát sinh. Ngay cả những lúc không tỏa thiền. Chánh niệm về chánh tư duy muốn ám chỉ đến tất cả những nỗ lực này. Một trong những phương pháp để đối trị một tư tưởng bất thiện là phân tích các hậu quả tai hại của tư tưởng đó bạn có thể thấy là nó bại hoại tâm bạn như thế nào bạn có thể thấy thói quen suy nghĩ tiêu cực khiến cuộc sống bạn khó khăn như thế nào rồi thì bạn mới có thể dung trồng điều ngược lại một tư tưởng thiện như là cảm giác của lòng bi mẫn đây là cơ hội tốt để bạn nhìn lại mình và thay đổi cuộc đời bạn bằng cách thay đổi cách suy nghĩ người ta thường hỏi tôi làm sao chúng tôi có thể kết hợp việc hành thiền vào cuộc sống hàng ngày tôi thường trả lời bằng những câu hỏi tôi đặt cho chính mình ta đã làm gì khi ngồi trên chiếu thiền ta chỉ chú tâm vào hơi thở thôi sao nếu đó là tất cả những gì bạn làm thì bạn đang sống hai cuộc sống khác nhau cuộc sống trên gối thiền và cuộc sống bình thường hàng ngày có rất nhiều việc phải làm khi bạn hành thiền cũng những trạng thái tâm uế nhiễm tạo ra bao vấn đề trong cuộc sống đời thường của ta tham lam sợ hãi sân hận ganh tị tự trách chúng cũng có mặt khi ta hành thiền chúng có thể xuất hiện dưới dạng tư tưởng bất thiện bất cứ khi nào ta để sự chú tâm hay chánh niệm lơ lỏng đầu tiên chúng ta phải cố gắng để buông bỏ các tâm pháp này ta làm thế vừa để thanh tịnh tâm ngay giây phút đó vừa để luyện tâm có thói quen tự thanh tịnh quá. Khi có tâm pháp nào quá mạnh đến nỗi dầu ta nỗ lực đến bao nhiêu, nó vẫn không lui bước, thì đó là dấu hiệu cho ta biết ta còn phải tích cực nhiều hơn nữa. Ta phải quán sát thật thấu đáo các tâm pháp này và mang chúng ra thực hành để phát triển tuệ giác trong cuộc sống. Thí dụ, khi đang hành thiền, chúng ta bị chìm đắm trong những tư tưởng sân hận về việc bị một người lạ xúc phạm. Ta đã thử thách nhiều cách để chế ngự các tư tưởng này, nhưng chúng không qua đi. Vì thế ta quan sát chúng. Đầu tiên, ta xét xem tâm pháp này ảnh hưởng đến việc hành thiền của chúng ta như thế nào. Nó đã tạo ra sự căng thẳng nơi thân và ảnh hưởng đến huyết áp của ta như thế nào. Nó đã khiến ta vẫn còn ác cảm với người kia như thế nào. Ta nhận thấy rằng những tư tưởng sân hận đó không tốt vì chúng tổn hại ta, ảnh hưởng xấu đến tâm ta, đến nội ta có thể làm hại người khác. Kế tiếp, có thể ta sẽ nghĩ về việc nếu người khác biết ta đang suy nghĩ gì thì thật đang xấu hổ làm sao. Và ta phát khởi một cảm giác xấu hổ vì đã để những tư tưởng như thế làm chủ tâm ta. Phương cách quán sát này thường tạo ra đủ không gian để giải thoát tâm khỏi các trạng thái tiêu cực một khi tâm đã lắng động, ta có thể quán sát ý nghĩ của mình một cách sâu lắng hơn, quán tưởng về nguyên nhân tạo ra chúng. Tại sao ta vẫn còn bực bội sau khi đã bị xúc phạm? Ta tự hỏi, tôi bám víu vào điều gì khiến sự xúc phạm đó cứ hằng trong tâm trí? Chúng ta có thể khám phá ra rằng nguyên nhân chính là một điều gì đó đã xảy ra trong quá khứ, không liên quan gì đến sự xúc phạm trong hiện tại. Kế tiếp ta nghĩ, thôi được, đúng là người đó đã xúc phạm ta, nhưng ta đã làm gì khiến anh ta nổi giận? Có phải là ta quá dội dã hay quá tham lam, quá cao ngạo? Có thể ta không có ác ý, nhưng ta biết trước đây ta đã từng làm người khác bực mình như thế. Lần sau ta sẽ cư xử tốt hơn. Như vậy, do quán tưởng về các động lực và hành động bất thiện của mình, chúng ta quyết tâm sửa đổi một khi đã thấy được phần lỗi của mình trong sự xung đột này, ta có thể phát khởi tâm từ bi đối với người đã rất đau khổ đến nỗi anh ta cần phải trả đũa lại bằng cách xúc phạm ta. Phương cách tự quán sát này là một phần rất quan trọng trong việc hành thiền. Trước khi đạt đến giác ngộ, chính Đức Phật cũng đã thực hành bằng cách này, sử dụng các tâm pháp uy nhiễm như là một phương tiện để nhìn vào nội tâm và sửa đổi lỗi lầm. Khi tọa thiền trong rừng trước khi giác ngộ, Đức Phật đã tự nhủ, tôi có khuyết điểm này, tôi đã làm điều kia trong quá khứ, từ nay trở đi, hành động của tôi phải khác đi. Bạn cũng có thể làm như thế, nếu bạn nhớ lại một trường hợp nào đó khi bạn nói lời cộc cằn với một em bé và nhận thấy trong đôi mắt em sự tổn thương, hoang mang, bạn có thể sửa đổi bằng cách xin lỗi và trong tương lai cố gắng nói năng dịu dàng hơn. Hoặc bạn có thể nhớ lại một cuộc trao đổi khi bạn cố bám giữ lấy quan điểm sai lầm của mình một cách ngoan cố, thì lần sau hãy quyết tâm buông bỏ sự bám víu một cách nhẹ nhàng. Nếu một ham muốn phát sinh dai dẳng như là muốn ăn kem hay muốn mua một đĩa CD mới, bạn cũng có thể dùng cơ hội này để dung trồng điều ngược lại. Đó là tâm bố thí. Bạn có thể nghĩ, thật sự tôi chưa cần ngay bây giờ, tôi có thể buông xả ham muốn này. Nếu bạn là người có tấm lòng rộng rãi, cởi mở thì dần dần sự ham muốn dục lạc đó sẽ giảm dần. Lúc đó bạn có thể nhận ra những ham muốn của mình nhỏ mọn hay đầy chấp ngã như thế nào. Thực hành như thế, bạn sẽ hiểu về bản chất của tham ái hơn. Sau khi dùng sự hiểu biết mới mẻ này để sửa đổi cách suy nghĩ của bạn Hãy trở về với hơi thở Một phương cách hữu hiệu khác nữa là Khi tư tưởng của bạn quay cuồng Không kiểm soát được Và tâm bạn đầy đau khổ Bồn chồn lo âu Là dùng chính cái khổ của bạn Để dung trồng các tâm pháp hiện Của tâm từ bi Thấy được cái khổ trong tâm Bạn quán tưởng xem Nỗi khổ này ảnh hưởng đến người khác như thế nào Hoàn cảnh này không chỉ có tôi Là phải chịu mọi người cũng đã trải qua và hiện giờ còn có nhiều người đang khổ hơn tôi nữa. Một thiền sinh đã kể rằng có lần anh cảm thấy rất đỗi buồn nản. Một ngày kia đang đi một mình trong công viên, anh nhìn thấy một mảnh giấy báo. Anh lượm lên và đọc về câu chuyện của một người đang bước đi trong vô vàng đau đớn vì anh ta chỉ có một chiếc giày. Khi anh lê bước bàn chân trần của anh lạnh cống, nứt nẻ. Người đàn ông chỉ có một chiếc giày đi ngang qua một người chỉ có một chân. Lòng biết ơn tràn ngập trái tim anh. Ít nhất tôi cũng còn cả hai chân. Người đàn ông tự nhủ và nỗi khổ của anh biến mất. Đọc câu chuyện này, người tiền sinh đó cảm thấy một làn sóng của lòng bi mẫn dân tràn cho những người đang đau khổ hơn anh và mọi buồn nản biến mất bạn cũng có thể sử dụng một phương cách tương tự bất cứ khi nào những tư tưởng khổ đau sân hận khổ não tràn đầy trong tâm bạn chỉ cần dừng lại và tự hỏi mình tại sao tôi phải than gian đầu óc tôi vẫn còn hoạt động tôi vẫn còn tất cả các giác quan tôi được biết đến giáo lý và có thời gian cũng như một nơi chốn để hành thiền so với nhiều người trên thế gian tôi sống một cách đầy đủ hàng triệu người không có nhà không thực phẩm không hy vọng thay vì cảm thấy đau khổ hãy để tôi dung trồng tâm từ bi cho những người này tâm từ bi làm lắng dịu sự suy nghĩ của ta để ta có thể trở về với hơi thở với một tâm an định và vững chãi hơn phương cách tu tập này không chỉ dành cho những thời khóa ngồi thiền nghiêm túc khi tọa thiền chúng ta làm gì thì ta cũng phải làm như thế trong từng giây phút khác ta mang sự rèn luyện về chánh niệm vào cuộc sống hàng ngày và ứng dụng nó trong mọi trường hợp trên xe buýt ở sở lam lúc bệnh tật khi khỏe mạnh nếu không thì ngồi trên gối thiền hàng giờ liệu có ích lợi gì phải dùng mọi nỗ lực để tránh hay buông bỏ những trạng thái tâm bất thiện và khuyến khích tâm pháp thiện. giống như khi bạn đang hành thiền thực hành bằng cách này ngoài những lúc tọa thiền là một thử thách mạnh mẽ vì mỗi ngày mang đến cho chúng ta không biết bao nhiêu cơ hội để lãng quên do những hành động tham sân si đối với những điều mắt thấy tai nghe. Thí dụ, bạn đang đi mua sắm ở một thương xá và thấy vài món hàng rất đẹp mắt trong các cửa tiệm. Do tầm chưa được rèn luyện, bạn không thể rời mắt đi chỗ khác. Bạn bước vào tiệm và ngắm nghía món đồ bạn cảm thấy bạn không thể bước trở ra khỏi tiệm mà không mua một hay hai món đồ. Có thể bạn không mang theo tiền, nhưng bạn có thể tín dụng nên bạn vẫn mua hàng. Để thực hành tránh tư duy, bạn phải tự dừng lại trong quá trình này. Giống như bạn vẫn làm khi nhận ra một tư tưởng bất thiện lúc tọa thiền. Trước hết, hãy kiểm soát và xác định tư tưởng cảm giác của bạn hãy tự hỏi có phải do lòng tham, sợ hãi hay sự thiếu tự tin khiến bạn phải mua sắm một cách không cần thiết. Rồi hãy lý luận với bản thân. Tôi dùng thẻ để trả tiền. Tôi có thật sự muốn mang thêm nợ không? Ngay nếu như bạn có rất nhiều tiền, cũng rất quan trọng để thanh lọc sự tham đắm khỏi quá trình tư duy của bạn. Hãy tự hỏi, món đồ này có cần thiết không? Hay tôi mua nó vì lý do gì khác? Có phải tôi chỉ muốn gây ấn tượng với người khác? Không phải là tôi đã có một vài thứ tương tự đang nằm đóng bụi trong hộp tủ sao? Bạn cũng có thể hỏi có cách nào sử dụng tiền này tốt hơn để giúp người khác được không? Nếu bạn không chắc chắn về động lực của mình có lẽ vì lòng tham và nhu cầu trộn lẫn vào nhau thay vì lòng ham muốn quá thôi thuốc hãy tự hỏi bạn có cần phải mua ngay không? Tôi có thể bỏ qua bây giờ và trở lại tuần tới không? Tôi có thể nhờ cô bán hàng giữ món đồ đó trong khi tôi suy nghĩ lại không? Cách lý luận này áp dụng một cách khéo léo những thói quen tốt mà chúng ta đã rèn luyện được trên chiếu thiền. Những sự rèn luyện như thế chắc chắn sẽ rất hữu ích khi ta phải đối đầu với những thử thách khó khăn hơn. Có lần tôi đã phải sử dụng sự rèn luyện vì tránh tư duy để chế ngự sự sợ hãi trong một hoàn cảnh nguy hiểm thật sự. Đó là khi tôi nhận được tin mẹ tôi bị bệnh nặng. Trên đường từ Washington DC đi Tích Lan, tôi đổi máy bay sang một chiếc phản lực lớn ở Hawaii. Một hay hai giờ sau khi máy bay rời khỏi Hawaii, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và nhận thấy lửa bốc ra từ đầu máy bay. Lúc đó, người phi công loan báo trên loa rằng đầu máy bay bị cháy và chúng tôi phải quay lui. Ông bảo các cô tiếp viên hàng không hướng dẫn chúng tôi làm thế nào ra khỏi máy bay nếu chúng tôi quay trở về Hawaii được. Người tiếp viên hàng không bảo chúng tôi ngồi im lặng với dây an toàn được cài chặt. Khi máy bay dừng lại, đèn dưới sàn máy bay dẫn chúng tôi ra tám cánh cửa khẩn cấp, cửa tự động mở và những cầu thang cứu cấp phục ra. Chúng tôi phải chạy ngay đến chỗ cửa thoát hiểm, không được chần chừ giây phút nào, tuột xuống cầu thang và chạy xa khỏi máy bay. Tôi nghĩ rằng ít người hiểu hết những lời hướng dẫn này. Ngay giây phút người phi công thông báo rằng đầu máy bay bị cháy, tất cả mọi người trong cabin đều có vẻ hoảng hốt vì sợ chết. Người thì làm dấu thánh giá, các đôi vợ chồng ôm chặt nhau, người thì khóc, người thì nhìn rất căng thẳng và lo âu. Tôi đã nghĩ, nếu đây là lúc tôi phải chết thì cách gì tôi cũng chết, dù tôi có sợ hay không, vì thế tôi phải giữ cho tâm thật an tĩnh. Trước hết, tôi hồi tưởng đến những tri thức về cái chết là gì. Tôi coi cái chết là điều không thể tránh và đây là thời điểm tốt để tôi chết, vì tôi đã làm những việc tốt và tôi không có gì để ân hận. Sau đó, tôi nghĩ đến những cảnh tượng có thể xảy ra. Nếu máy bay rơi nhanh từ độ cao khoảng hơn 10.000 mét thì chúng tôi sẽ bất tỉnh trước khi máy bay rớt xuống biển. Tôi không biết theo khoa học điều này có đúng không, nhưng lúc đó tôi nghĩ như thế. Tôi tự nhủ mình. Ta phải giữ tâm thật trong sáng, thật thanh tịnh trước khi bất tỉnh. Đây là lúc ta phải dùng chánh niệm để chấp nhận cái chết không thể tránh. Nếu ta chết một cách nhẹ nhàng với trạng thái tâm thức trong sạch, thanh tịnh, thì kiếp sống trong tương lai sẽ tốt hơn. Có thể ta sẽ đạt được trạng thái giác ngộ qua việc thấy được chân lý của vô thường. Ta không nên để sợ hãi hay hoảng hốt làm bấn loạn tâm. Dầu sự bám víu vào cuộc sống của ta có mạnh mẽ tới đâu, ta cũng phải buông xả sự bám víu đó ngay bây giờ. Như vậy là tôi đã nỗ lực để cản trở bất cứ trạng thái tâm bất thiện nào có thể phát sinh khi đối diện với cái chết và khuyến khích những trạng thái tâm tích cực phát sinh. Có thể tôi quá kinh ngạc để cảm thấy sợ hãi, nên tôi không cảm thấy sợ. Tôi thật sự thích thú ngắm nhìn ngọn lửa bốc lên từ đầu máy bay ở độ cao hơn 11.000 mét. Ngọn lửa có màu xanh, vàng và đỏ. Rất ít khi bạn thấy được một ngọn lửa xanh như vậy. Đôi khi chúng bùng phát, đôi khi chúng lụi tàn trong chúng giống như pháo hoa. Trong khi tôi tận hưởng sự kiện này, khoảng 300 người khác trên máy bay đang vô cùng đau khổ. Thỉnh thoảng tôi quan sát các vị hành khách khác và có thể thấy những khổ đau mà họ phải chịu khi nghĩ đến cái chết. Họ có vẻ như đã chết trước khi thật sự tắt thở. Tuy nhiên, tôi để ý rằng các em nhỏ hình như không bị ảnh hưởng chúng vẫn cười giỡn như trước khi có cuộc hỗn loạn xảy ra. Tôi nghĩ hãy thử đặt mình vào chỗ của chúng với tâm như trẻ con. Chúng tôi đến được Hawaii và đáp máy bay xuống trong tình trạng khẩn cấp. Chúng tôi ra bàn cửa khẩn cấp như đã được hướng dẫn, tuột xuống cầu phao. Đó là một kinh nghiệm hoàn toàn mới đối với tôi. Có thể mọi người khác trên máy bay đều ít nhất có lần chơi cầu tuột khi còn nhỏ, nhưng tôi chẳng bao giờ có được điều đó ở trong ngôi làng nghèo khó nơi tôi lớn lên do đó cho tới lúc cuối tai nạn tôi vẫn còn hào hứng tóm lược về chánh tư duy như chúng ta đã nhận biết hành trình trên con đường đưa đến hạnh phúc của Đức Phật đòi hỏi ta phải áp dụng vào cuộc sống thực tại mọi bước trong bát chánh đạo chúng ta cần có đối tượng để nhận lãnh những món quà hào phóng của ta chúng ta cần có bạn cũng như kẻ thù để khơi động tình bằng hữu chúng ta cần những con người đau khổ để phát triển lòng nhân ái của ta xã hội loài người cung cấp cho ta một môi trường hoàn hảo để thử nghiệm những điểm chính yếu của chánh tư duy khi chánh kiến đã được phát triển chánh tư duy sẽ tự nhiên tiếp nối theo sau Tư duy có thể khiến chúng ta hạnh phúc hay đau khổ. Đức Phật đã hướng chúng ta đến ba tư tưởng thiện xảo, buông xả hay bố thí trong ý nghĩa cao thượng nhất, tình thương yêu và tâm từ bi. Hãy bắt đầu thực hành bố thí bằng cách cho đi những của cải vật chất, bám víu vào bất cứ điều gì, sắc, thọ, tưởng, hành hay thức đều đem lại đau khổ. Khi tâm sợ hãi phát sinh, hãy quán sát nó phát triển rồi qua đi như thế nào. Tình thương yêu là cảm giác của sự tương quan đối với tất cả mọi chúng sanh và là ước muốn chân thành, mong tất cả được hạnh phúc, tạo ra những ảnh hưởng rất sâu đậm. Sân hận cuối cùng sẽ gây tổn hại cho ta nhiều hơn người khiến ta nổi sân. Hãy rèn luyện để chế ngự cơn giận của mình. Chánh niệm có thể giúp chúng ta giảm thiểu và dần dần đoạn diệt sân hận. Lòng bi mẫn, tâm từ bi là một cảm giác rung động trong lòng khi thấy người khác đau khổ cộng với ước muốn giải thoát nỗi khổ cho họ phát khởi tâm từ bi đối với bản thân với cha mẹ con cái và người phối ngẫu sẽ giúp bạn an tĩnh và làm êm dịu trái tim bạn trong lúc tọa thiền nếu có những tâm pháp bất thiện phát sinh thì chúng sẽ nhanh chóng qua đi nếu bạn chỉ chú tâm đến tính chất vô thường của chúng nếu dòng tư tưởng tiêu cực vẫn lãng giảng trong tâm dù chúng ta đã cố gắng hết sức thì đó là dấu hiệu để chúng ta quán sát nó thấu đáo hơn để phát triển tuệ giác đối với các thói quen hàng ngày quán tưởng về những tâm pháp bất thiện là một phần quan trọng trong sự hành thiền thực hành chánh tư duy khi ngồi thiền có thể giúp chúng ta kiểm soát được sự sợ hãi sân hận và tham luyến trong cuộc sống đời thường